Vậy thì đây anh sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài Fail Relay này kết hợp với NAT và kết nối VPN giữa hai điểm này với nhau. Em hiểu chưa? Đấy, thì đầu tiên á, thì trên Fail Relay em phải thiết lập cái kênh này, từ là 0 đến là 1 này, từ 0 đến là 2 này, qua hai sát phân tử phase khác nhau, hai điểm khác nhau mà. Ok không? Sẽ NAT cái phần server này, web này ra ngoài sát phân tử ra ngoài interface này. Thứ hai các bạn không cần tạo sát phân tử phase được, hiểu chưa? NAT ra ngoài. DNS NAT ra ngoài, bot 53 web ra ngoài bot 80. Ở đây tạo hai sub interface thì phải NAT inside ở bên sub interface, được chưa? Còn từ ngoài tôi NAT overload ra cổng của router là không mặt ngoài này để truy nhập vào web, đúng không? Như ở đây ở đây tôi sẽ tạo tăng n để cho mạng LAN 10/20 thông được 10.1.3 ở bên này. Thì em phải trong cái câu lệnh NAT em phải deny, tức là không cho nó cái lưu lượng từ 10 chấm này đến 10 chấm bên này này là NAT thì nó mới đi qua tăng n được. Tất nhiên thì tăng n em phải định tuyến cho tăng n nữa. Em hiểu không? Rồi. Thứ một anh phải đặt IP nhé, trên đó tôi là không đặt IP nhé. Interface phát thông trên công, nó sắt. Em tạo hai sắt interface nhé. Chấm 10, em cắt nó lúc kêu cách 10, IP address 10.1.10.1 đúng không? Rồi, interface phát thông trên công chấm 20, em cắt nó lúc kêu cách 20. Được, 10.1.20.1. Xong. Mặt này tôi tạo VLAN 10, VLAN 20 đúng không? Có tin? VLAN 10, VLAN 20. Gán cộng 2 VLAN 10 đúng không? Thì tôi phải phát thông trên 2. Thì còn set VLAN 10. Gán cộng 1 vào VLAN 20 đúng không? Còn 3 là gì nhỉ? Xong. Đó xong xong rồi, đặt IP đây đúng không? 10.1.10.2. Được không? Anh đặt là một giảm 10 chấm mà em. 10 chấm, đặt 10 chấm. Ok. Rồi đúng không? Ở đây trên router R1 em làm tương tự đúng không? À, lưu ý trên router R0 tạo hai sub interface cho mạng Fail Relay trước đã nhỉ. Interface S0/2/0 no SATA này. Phải encapsulation Fail Relay. Đúng không? Rồi tạo hai sub interface, interface S0/2.0 chứ mấy nhỉ? Hả? 102. Boy to boy, man to boy, boy to boy. 1-2 đấu cho nào nhỉ? 1-2 đấu với con đầu. Đầu 1 đây đúng không? IP address 113.1.1.12.1. Tôi phải khai báo Fail Relay DLCI đúng không? Fail Relay Inter DLCI là 1-2. Xong. Interface 0/2.0.1.3 đối với con router là bên này đúng không? Boy to boy. IP address 10.1 ở đâu? 113.1.1.13.1 đúng không? Phần đây cho đi outside là bao nhiêu? Rồi, ok chưa? Hiểu không? À. Ở trên này cũng vậy, trên tôi là 1, interface S0/2.0. IP address 113.1.1.12.2. Add cut phần frame trước đúng không? Con này không cần, IP trực tiếp cho cổng cũng được. Rồi. Phát 0/0 đây là 10.1.3.1 đúng không? Ok chưa? Đó, con này đặt gateway là 10.1.1.3.2 đúng không? Ok. Sao? Trên cổng này cũng vậy, S0/2.0. Không. Interface vật lý thì không phải đặt, em hiểu cho nó tự map IP và RP. Encapsulate phần mềm đây, IP address 13.171.13.2 đúng không? Rồi.
trên cổng phát không tạo ai sắp được phê đúng không? Interface phát không đến 0.10 end cap độ kêu cách 10 hai thì rác 10.1.10.1 đúng không? Rồi, interface phát không đến 0.10. Cổng này trang gì? Phát không trên 1 trang. Tạo VN 10, 20 đúng không? Cổng phát không trên 2 gắn VN 10 đúng không? Phát không trên 3 gắn vào VN 20 đúng không? Ok các bạn. Đặt con này là 10.1.10.10 nhá, đặt 10 tí nữa. Con này đặt 10. Ở đây đặt phim lên ra cấu hình chưa? Chưa đến ngày cũng chưa được với nhau mà coi frame lay sao config em phải tạo cái DLSI trên cổng trước của S0/0 em phải tạo hai DLSI đúng không, ví dụ như là 1.2 từ R1 đổi lên R2 đến R3 từ R1 đến R3 sau này là gì nhỉ, vào S1 đúng không, S1 là bao nhiêu 2.1 S2 là bao nhiêu? Rồi, rồi frame lên link với nhau đúng không? S0 là 1 là 2 ra, S1 là 2 là 1. Rồi. S0 là 1 là 3 ra, S mấy? Đúng gì đó, S0 là 1 là 2 và S2. Cho S2 cấu hình chưa? 2 là 3 là 1. À. S1 phải ra S2. S1 ok. À xin lỗi, S0 là 1 là 3 đúng không? Ok ạ. Rồi đứng ở đây. Tôi kiểm tra cho Bình được chưa? Bình 13.171.12.2 Bình được không? Bình 13.3 được không? À xin lỗi. 13.2 đúng không? Rồi ok. Ok các bạn. Thế mà tôi phải nát đúng không? Bây giờ nát. Nát stage ở đây chưa nhá? IP nát inside thuộc static TCP 10.1.10.10 bọn 80 ra ngoài là 13.1.1. Bao nhiêu? 13. 13. 13.10. Rồi xin lỗi, chiếu bỏ 80. Rồi. Tương tự IP NAT inside thuộc static UDP 10.1.20.20 đúng không? Đúng không? Bọn 53 đúng không? 113.1.1. Bao nhiêu? Bọn bao nhiêu? Rồi. Vậy từ bên trong con này các PC em phải đặt cái gì nhỉ? DNS là bao nhiêu? 113.1.1.13. Bao nhiêu? 10. Ở đây đây vừa nát là bao nhiêu? 20. Thật phẩm. Đúng không? Tôi tí em hỏi là 20 chứ. Hiểu chưa? Vậy làm nào nữa? Nát đi. Online nát interface đi. Đúng không? Interface S0/2.0 IP nát đi. Outside. Rồi. Interface phát 0/0.10 IP. Ok chưa? Rồi sao nữa? Nát đầu lốt trên đây đi. Nhưng lưu ý nát đầu lốt trên này à? Lẽ phải bỏ đường hầm đi, đúng không? Tức là anh phải nâu nát cái lượng qua đây. Tại vì tí nữa tôi sẽ tạo đường hầm đây mà. Ok ạ? Thế mà anh tạo đường hầm trước nhá, xem thông nhá. Tạo đường hầm trước rồi. Đường hầm trước. Interface không, đúng không? IP address 192.8.1.1.
tăng nở thuộc là cộng bao nhiêu? Đúng không? Tăng nở destination là 113 trên 1.1 trên 12.2. Ok không? Đấy. Tôi đầu bên này tương tự như vậy. Interface tăng nở 0. IP address là 192.168.1.2 đúng không? Rồi. Tăng nở thuộc S0 trên 2.0. Tái cộng này. Rồi, tăng là destination nó bao nhiêu? Bao nhiêu? 3.1.1.1.1 12.1. Nó thông rồi, tôi phải binh cho tăng là 192.168.1.1. Tôi binh nhỉ? Ok. Vậy có hình dung là từ R1 đối với R2 bên kia kìa. Thì tôi đã có một cái tăng R để kết nối rồi đúng không? Chứ bây giờ để hai mạng LAN với nhau tôi chỉ cần định tuyến qua tăng R thôi. Đấy thôi đúng không? Ờ, đúng. Và tôi sẽ thử định tuyến tích qua tăng R đấy. Đúng không? Có treo tôi là 1 IP root 10.1.3.0 đúng không? Ở cái mạng này đúng không? Rồi. Trên cái này sao? 10.1.10.0 đúng không? Rồi. 10.1.10.0. Ok chưa? Vậy tôi đặt địa chỉ IP rồi, con này đã IP chưa? 13.1.1.13.10. Rồi tôi binh được đến không? 10.1.10.2 không? Bây giờ đến tăng nào nào? Được chưa? Ok chưa? 10.1.20.2 bây giờ. Tức là cái này kết nối nhau qua tăng R này, em hiểu không? Rồi, ok. Vậy là nào tôi vẫn bảo web được, tôi phải nát đây đi. Đúng không? Tạo Acylic đúng không? Acylic 100 mà deny cái 10.1.10.0 đến 10.1. Deny xin lỗi, deny IP 10.1 chấm 10 cả 20 thì tôi biết 0 là chấm 0 chấm 0 được đấy. 0 chấm 0 chấm 25 chấm 25 đến 10.1 chấm 3.0. Ok không? Còn lại sẽ đi 100 bơm ít IP em đi em đi. Ok không? Hiểu không? Rồi thiện nát IP nát inside thuộc lít 100 interface cổng nào? Cổng này này em S0 trên 2 chấm bao nhiêu? Chấm bao nhiêu? 1.2, 1.3. Có ra chưa? Interface S0 trên 2 chấm 0 chấm 1.3 IP này, interface phát khấu tin 0.10 IP tí. Đúng không? Và từ đây chúng tạo bản ghi nè. Tạo bản ghi nè. Service đi nè. On. Xóa lại đi bao nhiêu? 12.10 à? 13.10 à? Đúng không? Em nát IP nào? 13.10 thì đấy kiểm tra lại cái này. Show IP nát 13.10 đi. Ok. Bây giờ vào rồi. Rồi, được chưa? Nhưng con này vẫn phải binh được không? Vẫn phải binh được. Vẫn phải binh được 10.1.3.2. Ok chưa? Lưu lượng qua VPN vẫn không phải nát. Hiểu chưa? Rồi.